Nó sẽ là mọi người nhá. Thì clip ngày hôm nay là anh em mình có một thử thách. Ai ăn được hết chỗ này ạ thì ai ăn xong trước thì sẽ được 300.000. 300. Thì hôm nay mình với anh Hải thi cho mọi người nhá. Còn ông anh là tiền nhỉ. Vừa đã ăn được tiền rồi. Bây giờ mình với Hải đây. Vừa mua hai cái này hết 60 này. Anh Hải chọn lọ nào? Phong thủy. Đây lọ này. Vứt ra gọn vào. Mỗi thằng một lọ mọi người nhá. Đây, lọ này. Đây. À, được. Bò nhá, không phải là bò nhá. Đây không phải thịt bò đâu, đây là bò. Bò xiên vừng á. Dạ, anh em mình đi chọn địa điểm. Anh Hải thích chọn chỗ ngồi rồi. Lên lắp cứng ấy. Lên chỗ nào ấy nào, lên ngồi nào. Dạ, nó lăn ngay vào chân thì chết. Một xe vai một với. Ui, mày lăn một phát đi về mày chết người á. Cái Hải bảo lăn phát chết người. Ngồi lại, bạt xuống. Rồi. Bây giờ phải mở anh em nhé. Cẩn thận rơi hết. Mở cẩn thận rơi hết. Hải ngáo người rơi hết rồi. Hôm nay lạnh quá anh em ạ. Hôm nay 12 độ. Anh em mình phải đóng clip cho anh em xem đây. Ui, lúc sáng 12 độ ấy. Thế còn mưa nữa. Nó buốt ạ. Dạ. Miền Bắc mới hiểu rồi. Miền Nam 31 độ mà. Miền Nam vẫn nóng. Rồi. Mở ra sâu coi. Nhìn ngon nhỉ. Ra rồi mọi người ạ. Thanh Hải vẫn chưa ra. Anh Hải khỏe. Rồi ta rồi mọi người ạ. 2, 4, 5, 5 xiên. 50 cả 2, 4 dàn. 5 xiên là 20 que nha mọi người nhá. Bây giờ là chơi luôn nhá. Vào tính giờ đây để mình lấy điện thoại ra mình tính giờ. Trong vòng bao nhiêu phút anh? Gì? Trong vòng bao nhiêu phút? Không giới hạn. Không giới hạn, Cứ thằng nào ăn hết không trước. Thế không giới hạn. Thằng nào ăn hết trước là à. Được. Từ ai gọi em cũng biết. Đây nha. Hải anh khoái món này lắm. Tao biết này đậm hơn này, biết là nhìn ngon hơn. Alo. Nào, từ quay clip đã, đang quay clip tí ở cho. Người yêu gọi. Cho người yêu lên sóng đi nhá. Không. Người yêu đợi xem video lên sóng nhá. Anh không. Ừ thế thôi nhá, thế hiểu rồi. Ơ. Thân ái. Quên. Thân ái rồi. Thân ái chết rồi. Đấy, đi quay clip cho anh em khổ đấy đấy. Người yêu bảo thân ái. À, cầm đi ngay em. À, 1, 2, 3 nhá. Yeah. Anh đếm cho. Cầm đồng hóa vào, được chưa? Đừng để tiền rơi. Không. 1. Từ được chưa? Rồi. 1 2 3. Nhảy nhảy. Mày nhận ra. Con mời hắn nhanh nhẹ gửi tiền. Con mời. Ồ bạn hết tiền đấy. Ồ ăn nhanh lên. Không có tiền à? Im. Không ăn được. Ủa ăn hết tiền rồi. Bố Hải vẫn chưa ăn hết được. Thua là chạy từ người ra kia đấy. Đúng rồi. Thắng được tiền thua chạy từ đây ra đầu kia đấy. Mày cứ cười đi. Anh nhỏ chứ không biết được đâu. Anh cười chứ không biết được đâu. Đó. Anh mà không biết được đâu. Khái niệm mày khái niệm ăn từ từ. À, mỏi mồm á. Hai xin đầu tiên căng lắm mà ăn được hai dàn người ấy. Cứ ăn đi ăn nhanh nhảy nhá, 3 lít đấy. Thu ấy chạy từ đây ra kia nhá, từ đây ra cuối đường. Từ
thế này không cho uống nước cho mọi người nhá. Có nước đâu mà uống. Nước cống. Rồi anh Hải ăn hết ba xiên rồi. Ba xiên rồi. Anh Hải mấy xiên rồi? Hai. Xiên xiên thứ hai đúng không? Ba. À, em xiên thứ tư. Anh Hải thua rồi chắc. Có giả? Ừ, cái này chơi cùng á. Mấy bữa này không sao, còn mấy là khác rồi. Mình ăn được hết một giàn rồi nhá. Mình cũng hết một giàn rồi. Ăn được khó không bả như kia cũng ăn cái kia ăn lưỡi á, lưỡi nó mềm, nhổm mỡ, lưỡi nó mềm. Cái này làm cái gì? Cái gì thì tổng bò không dùng nào? Có bò là gì? Bò mà bò. Ừ, dễ quá đâu. Nếu mà ăn thanh cảnh ấy, ăn thì chạy. Nhiều không có chơi xảy ra. Nó ăn cái mở mồm lắm, mình không ăn được nhanh. Ăn từ từ thôi. Quay nhỉ bạn. Nó mỏi mồm. Mỏi mồm. Mỏi còn mồm nữa. Cái này chút thôi rồi. Thắng nhá. Nhìn đây là nghe em làm động lực mà ăn. Nếu mà ngàn thắng anh thì lấy 300 làm gì? Anh ca cho anh em liền tiếp. Đó anh nghèo liền tiếp ông hát nhân viên. Thằng này thì thế hết. Tao sợ rồi, chả bao nhiêu thằng. Ôi anh em đang đổ hộp này ra lấy con vịt này ăn. Vịt 90.000 này. Không ăn vịt à? Nên nửa con mà. Bán rồi nửa con. Ông bảo không, không phải ăn mày. 75.000 nửa con. Không biết ăn gì. Có 60.000 nửa con. Vịt rõ ngon chấm lưới lực từng đèn gì ấy ngon. Thế em bị quay. Em nữa ủng hộ anh em mình nhá. Cho anh Hải tiền đi chữa bệnh. Đi này. Hay cái cáp này nhá. Đừng để cắp đấy nha. Anh Hải đi cướp tè à? Cướp đấy. Váng hết luôn. Váng hết luôn. Cái hộp. Tôi ăn từ từ cho em nhé. Ủa, ngấy quá. Ngấy rồi. Ngấy à, thôi tao xin lại tiền. Chúng mày được ăn tao được tiền. Bắt buộc là ăn hết đúng không? Tuy chúng mày bỏ thì chúng mày không được tiền thế thôi, nhưng mà hai thằng mày chạy từ ra kia. Chúng mày bỏ thì tao không có tiền. Không ăn hết thì chạy. Thế thôi. Quá đơn giản. Con vợ này gấy rồi. À gấy anh hả? Không muốn nữa rồi. Đấy, ăn căng đét được hai hàng này. Chuẩn hai hàng. Gấy. Ừ. Ôi cái cay cay á. Muốn sao bây giờ mới cay à? Ăn được hai cái đầu ngon đúng không? Ừ. Ăn hai cái đầu ngon. Về sau chịu. Ừ, sang đi.
Khổ ghê. À, nói chung là đây là kẹo hồ lô. Đấy, như cái giống kẹo hồ lô ở trong phim Trung Quốc nó đóng đúng không anh em? Nhìn đúng không? La cha. Cố gắng ăn hết, chinh phục. Con gái anh chạy. Con có ngon hả không? Đúng hai dàn. Đấy à? Sang dàn thứ ba anh em của mình. Sang dàn thứ ba mình ăn hai que một lúc cho nó nhanh. Thứ hai lỡ chỗ đấy cả lên rồi. Nhớ chưa? Ngấy quá. Ủa, còn 2, 4, 6 cái nữa, 7 cái nữa. Cái cái thứ 8. Hải có bao nhiêu rồi? 2, 4, 6, 8, 9 cái. Ô, cũng chưa hết rồi, 2 hàng rồi á. Nhiều quá. Con bảo là chịu thua đi, còn gì nữa. Chịu thua. Chịu thua à? Ai? Ồ. Ồ ba. Say đi. Hải nữa. Wow, đang ăn nhá. Thôi nó ngừng ăn thôi. Ôi chạy tới cho đầu kia. Trời đi, uy tín. Uy tín. Đi ăn được rồi. Uy tín. Thôi là hai phải chạy chứ. Nó nói chưa thua. Luôn là nói chưa. Luôn là chịu cơ. Cứ đá đi. Thôi còn 2 4 6 7 gái. Thôi còn 2 4 8 6 8 9 gái. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8. Ăn đến trời tối rồi chưa xong. Sợ thật. Thôi chạy đi mang về tối mà ăn. Nó khổ ra. Nước tối nhỉ. Thôi đi được. Ê, ăn tiếp được không ạ? Các bạn đeo đeo ai phải phải thắng. Chạy đường đến đầu nào? Đây chạy chạy từ chỗ này xuống tít cuối đường kia, xuống chỗ đống gạch kia. Đống gạch thôi. À. Đơn giản đấy. Thế chạy đi. Chạy cho nóng người. Để ăn được nữa. À. Ăn vợ à, chịu thua. Thầy thắng rồi. Nghe tôi ăn trước. Chơi đi, đàng hoàng. Đàng hoàng nha. Đàng hoàng. Ấy, ấy đâu? Có gì đâu? Có gì đâu? Ăn no không chạy thì đúng sướng luôn. Ủa ơi. Nhổ nhức kinh quá. Hai. Đeo. Đâu rồi? Nước dãi là màu đỏ mọi người ạ. Đứng đấy. Chơi đây. Không đi bộ nhá, chạy nhá. Chạy sai quận. Chạy đi. Xong sao chạy về nhá, không ai đón đâu. Anh Hải là cũng tình trạng là lôn mẹ rồi. Ôi nó cay ạ. Cay à? Cất mang về à? Mang về tối ăn à? Đây.
Rút gọn vào, sợi đá thế. Rút gọn vào. anh có thấy vui anh thắng không? Vui. À. Đập 3 lít tối đi chơi nhiều. Ơ anh ăn hết đâu mà anh vào đập 3 lít. Không, nó chịu thua mà. Nhưng mà chịu thua nhưng mà không ăn hết là không được. Nó chịu thua là thôi chứ. Nó chịu thua là nó phải chạy rồi. À, ăn thì tao dao. Thua là nếu mà chịu thua là phải chạy và mất tiền. Đấy. Nói gì sao? Tao mày hiểu nói gì không? Con bạn ngắm là nói tiền kiểu gì ạ? Thôi. Xong rồi. Xong rồi anh không được tiền à? Ờ. Đây tiền là sao để chơi nữa nhỉ? Thôi chẳng. Ờ. Mày thua đã hết rồi đó. Bán hết mà được tiền cơ mà. Nhưng mà anh Hải anh thắng mà. Đã hết đâu mà được tiền. Đã bán hết nhanh ngu. Thôi. Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp anh em các clip sau. Hẹn anh em các clip sau. Bye bye. Bye bye. Chó.